làm gì á? It's the first day you use an electric toothbrush. Đó với ta. Anh tự đánh răng mình luôn nha. You said 2 years old. You practice by yourself. Nghe hết không? Hãy miệng ra, xài miệng ra. Anh chỉ xài miệng ra. Anh nói trên, xoay ngược lại. Đúng rồi, anh nói trên này đúng rồi, giỏi lắm. Ok. Khoảng 2 phút nha, mới coi cả 35 giây rồi. When I'm on the trip, I'm going to go and get him. Just like that. To practice like that. Đánh răng vậy thôi sẽ có thèm răng trắng, khỏe, sạch. Đúng không? Rồi. Ok. Say bye bye. Vẫy tay chào đi sếp. Vẫy tay.